Hôm nay hãy cùng Kim Hoa tham khảo một công trình lắp đặt sàn gỗ Robina dày 12 ly thực tế nhé. Đầu tiên thì mình cần vệ sinh sàn để đảm bảo sàn bằng phẳng và sạch. Tiếp theo là trải tấm xốp cao su trên nền sàn. Việc này giúp tạo độ đàn hồi và ổn định cho sàn gỗ, chống tình trạng hơi ẩm từ mặt nền thấm lên trên các tấm ván sàn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện lát sàn. Các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ lát từ trong tường dần ra bên ngoài và cần ghép hèm của phần đầu tấm ván sàn vào tấm phía trên. Sau đó nghiêng ván sàn 45 độ và dùng búa cao su gõ mạnh đều tay để phần hèm khóa được khớp với nhau nhé. Các vị trí ngắn hơn chiều dài của tấm sàn thì chúng ta đo đạt và cắt theo kích thước cần dùng. Tiếp tục thực hiện lắp sàn bằng búa cao su. Vì sàn có đặc tính giãn nở khi thời tiết thay đổi nên chúng ta cần chừa một khoảng trống giữa tường và các tấm ván sàn để tránh tình trạng sàn bị cong vênh nhé. Các anh chị có thể dùng thêm cục chêm như thế này để đảm bảo sàn có đủ khoảng trống để giãn nở. Tiếp tục thực hiện lát sàn cho đến hết căn phòng. Ở công trình này thì vẫn còn một khoảng hở nhỏ khoảng 3 cm thì chúng ta đo và cắt các tấm ván sàn theo đúng số đo thực tế. Sau đó dùng cây xà cày để lắp miếng ván sàn nhỏ được dễ dàng hơn nhé. Dùng thêm búa cao su để phần hèm khóa được cố định và chắc chắn. Cuối cùng, đo và cắt len chân tường cần sử dụng dùng đinh để cố định len vào tường. Vì đinh ở đây đã được cắt phần đầu nên vết đinh khá nhỏ, đảm bảo tính thẩm mỹ. Như vậy là đã hoàn thiện công trình sàn gỗ Robina rồi. Cảm ơn đã xem video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.